Tú Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Hôm nay là Tú Nguyễn xin giới thiệu với quý vị khán giả một câu chuyện đặc biệt. Đó chính là chiếc xe bồn chở bê tông của hãng bê tông Hà Hải. Và chuyện đáng nói ở đây là đường làng thì cũng tương đối là chật hẹp, chỉ vừa đủ cái xe đi lại thôi và không thể rộng như đường quốc lộ. Người lái xe bồn thật là khéo léo và tài giỏi, đã điều khiển chiếc xe mà lùi vào mà rất là an toàn, không xảy ra bất cứ chuyện gì. Bây giờ thì Tú Nguyễn mời quý vị khán giả theo dõi câu chuyện nhé. Bác Hiếu và bác Thụy cũng đi ra xem nhá. Bây giờ Tú Nguyễn sẽ lại gần hai chiếc xe đó để quan sát rõ ràng hơn nhé. Quý khán giả có nhìn thấy không? Đường khá là chật hẹp. Cậu bé mặc áo đồng phục học sinh màu xanh này hôm nay cũng cùng với mẹ đi tham gia áp tải chuyến xe chở bê tông đấy. Tú Nguyễn xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi nhé.